xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt tại khu kỹ thuật của DK. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một vị khách rất là xinh. Và chị vừa trải nghiệm xong cái dịch vụ hair shop lông mày. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện cùng chị một lát nhé. Dạ em chào chị. Chị để giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream được biết là chị tên là gì và chị đến từ đâu không ạ? Chào bạn, mình là Ngân Hà, mình ở Hà Nội. À thế ạ. Vậy lý do cái vì sao mà chị Ngân Hà lại biết đến DK vậy ạ? Mình biết đến DK qua hai người bạn đồng nghiệp. Vâng, tức là đồng nghiệp của chị Hà đã từng sử dụng dịch vụ tại DK và chị cảm thấy tin tưởng và thấy cái sản phẩm nó rất là tương ý nên chị đã qua DK đúng không ạ? Mình đã nhìn thấy họ làm rất là đẹp và mình rất là ưng. Dạ vâng, vậy chị Hà có thể chia sẻ một chút về cái tình trạng lông mày cũ của mình cho mọi người đang theo dõi livestream được biết không ạ? Lông mày cũ của mình thì nó cũng có dáng nhưng mà cái phần đuôi nó hơi thiếu một chút. Và theo như em có nhìn qua hình ảnh ấy thì cái đuôi của chị Hà này đã bị tua lông mày và sau đó thì cái dáng nó hơi cụp một xíu. Vâng, và bây giờ thì xin mời máy quay sát vào để chúng ta có thể quan sát được cặp lông mày mới của chị Hà nhé. Vâng, theo như em được biết thì ngày hôm nay thì chị Hà đã vừa trải nghiệm xong cái dịch vụ hair shop. Đây là một công nghệ mới đang thịnh hành nhất hiện nay, đặc biệt là làm mưa làm gió tại DK và được rất nhiều các chị em ưa chuộng. Với cái công nghệ này thì sẽ giúp cho chị em có những cặp lông mày là siêu tự nhiên này. Đó, với cái cách xếp sợi siêu thực, siêu 3D, đó, nhìn rất là tự nhiên. Và như chúng ta có thể quan sát thì tất cả những cái khuyết điểm lông mày của chị đã được chuyên gia của chúng tôi khắc phục hết rồi. Anh mọi người có thể quan sát nhé, phần đuôi lông mày này. Khi mà chúng ta nhìn như thế này thì sẽ không thể nào mà phân biệt được đâu là sợi thật và đâu là sợi giả. Và hầu như những cái nhược điểm của cái cặp lông mày, phần đuôi lông mày đã được cải thiện hoàn toàn rồi. Đó, và thay vào đó, thay vì là một cái cặp lông mày thưa, dáng cụp thì bây giờ chuyên gia của chúng tôi, chuyên gia Max Long Minh Vương đã thiết kế cho chị Hà một cặp lông mày với cái dáng mày hơi cong nhẹ một xíu và với cái cách xếp sợi siêu thực này nhìn rất là tự nhiên. Vậy sau khi trải nghiệm xong dịch vụ tại DK thì chị Hà cảm thấy thế nào ạ? Mình cảm thấy rất là hài lòng. Vâng, vậy cái dáng lông mày này chị có cái nhận xét gì hay là có cái điều gì gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Mình làm một công việc liên quan đến việc cần phải giữ hình ảnh thì nên mình rất là quan trọng đến vẻ bề ngoài. Hôm nay đến đây thì thấy rất là nhiều chị em cũng đang đứng chờ để có thể được sửa sang lại cặp lông mày. Nói chung là về kết quả thì mình cảm thấy rất là ưng ý. Và cái thái độ phục vụ của mọi người từ bạn lễ tân cho đến những người làm trực tiếp ấy, mình đều rất là thích. Chắc chắn là mình cũng sẽ giới thiệu cho mọi người cùng qua đây. Dạ vâng, em cảm ơn thay mặt đội ngũ của DK, cảm ơn những lời chia sẻ của chị rất nhiều ạ. Và chúc chị sẽ có một năm mới thật là hạnh phúc này và luôn luôn xinh đẹp và trẻ trung như này. Và chúc chị hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình trong năm mới ạ. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và nhân dịp năm mới 2019 này thì DK vẫn đang áp dụng chương trình giảm 40% tất cả các dịch vụ trung sâm. Và để tri ân tất cả các khách hàng nên là các chị em nếu như mà quan tâm đến dịch vụ tại DK hoặc là muốn tân trang lại chiếc cặp lông mày của mình mới hơn, đẹp hơn, tự tin hơn thì các chị em hãy inbox qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline 0911310000 nhé. Và các chị em lưu ý là chương trình khuyến mại này DK chỉ áp dụng cho đến ngày 6 tháng 1 thôi ạ. Nên là các chị em hãy nhanh tay đăng ký nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.